Chào chị em và các bạn yêu bếp. Trứng rán ngải cứu là món ăn được nhiều người yêu thích. Ngoài ra nó còn là vị thuốc rất tốt cho sức khỏe. Lá non, lá bánh tẻ có thể luộc, nấu canh, hầm gà, hầm chim câu, vân vân. Thân cây và lá già chị em và các bạn có thể làm một vị thuốc xoa bóp chân tay đau nhức rất là hiệu quả. Hôm nay mình mời chị em và các bạn vào bếp để làm món trứng rán ngải cứu thơm ngon bổ dưỡng này nhé. Nguyên liệu hôm nay mình chuẩn bị 80g lá ngải cứu. Lá này mình đã rửa sạch và để ráo. 2 nhánh hành khô mình đã băm nhỏ. 3 trái trứng gà. Bây giờ mình mời chị em và các bạn sẽ bắt tay vào bếp để thực hiện cách làm này nhé. Bây giờ mình sẽ đi thái rau. Lá ngải sau khi mình đã thái xong rồi này. Và bây giờ mình sẽ cho trứng vào. Cái lá ngải này thì nó có vị hơi đắng đắng. Thì mình rán thế này mình sẽ không cho mắm muối gì cả. Mà khi ăn thì nếu mà vừa mới khẩu vị của từng người. Có người mà ăn mặn thì có thể chấm thêm ít nước mắm hoặc là ít tương ớt, còn đây là mình rán không cho gia vị. Đây và sau khi mình đã cho vào mình sẽ lấy đũa mình sẽ đánh trộn đều này. Tiếp đến bây giờ mình sẽ đặt một cái chảo lên trên bếp và mình sẽ cho một chút dầu ăn. Sau khi cái dầu ấy nóng thì mình sẽ cho cái chỗ hành và mình phi qua lên cho nó thơm. Hành sau khi đã thơm rồi thì mình sẽ tắt bếp, mình sẽ cho vào cái bát. Sẽ đổ dồn cái bát. Tiếp đến bây giờ mình sẽ đặt cái chảo lên, cái dầu vừa nãy đổ vẫn còn thì mình không cần phải cho thêm nữa. Mình sẽ bật bếp để ở cái mức nửa vừa phải. Mình sẽ múc mình cho vào. Sau khi đã cứng đến này thì bây giờ mình sẽ lật. Rất là thơm ngon. Sau khi đã chín vàng như thế này. Làm việc này. Rất là thơm ngon luôn. Bây giờ mình sẽ gặp mình cho vào. Và bây giờ còn cái chỗ nguyên liệu này thì mình sẽ không dùng dầu ăn nữa.
mình sẽ dùng lá chuối. Dùng lá chuối này thì mình không cần phải cho dầu vào chảo, nhưng mà hôm nay thì tiện cái chảo vừa mới rán thì mình sẽ đặt cái lá chuối lên đây. Mình sẽ bật bếp. Và sau khi lá chuối nóng lên thì mình sẽ múc lá ngải mình cho vào. Cách làm này thì những chị em nào mà không thích ăn dầu mỡ thì có thể cho lá chuối vào. Mình sẽ rán cái kiểu này thì không cần phải dầu. Sau khi cái chả nó đã xe xe chín như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ lấy tiếp một cái lá nữa và mình sẽ bút lên đây, mình sẽ đập trở lại. Và cứ thế mình đun đến khi nào nó chín thì cho ra. Rất là ngon luôn. Đây, cái lá chuối này này. Áp chảo bằng cái lá chuối này thì ăn nó không có dầu, không bị ngấy. Và bây giờ mình lại lật ngược lại. Ngon luôn. Vậy là đã chín rồi, thì bây giờ mình tắt bếp cho ra để thưởng thức thôi chị em nhé. Rất là ngon. Đến đây thì cách rán trứng lá ngải cứu của mình đã hoàn thành, rất là thơm ngon, nhìn thì rất là hấp dẫn, ăn thì rất là thơm ngon và bổ dưỡng. Với hai cách rán, một cách là rán có dầu và một cách là rán không cần dầu, mình chỉ cần cho cái lá chuối vào là có thể rán được và đã có ngay một chiếc chả lá ngải thật là ngon. Chúc chị em và các bạn thành công với cách làm mà mình vừa chia sẻ này nhé. Cảm ơn chị em và các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại chị em và các bạn vào những video tiếp theo. Chúc chị em và các bạn một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.